Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học từ nhịp 12 đến nhịp 23 bài thể dục liên hoàn. Sau đây các em sẽ quan sát thầy làm mẫu. Chuẩn bị ở tư thế kết thúc nhịp 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sau đây thầy sẽ đi vào phân tích chi tiết từng động tác. Các em ở tư thế kết thúc nhịp 11. Nhịp 12, xoay người sang bên trái, hai tay sang ngang, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn phía trước. Nhịp 13, chuyển trọng tâm sang chân phải, nghiêng người sang trái. Chân trái chạm bằng mũi chân, tay trái chống hông, tay phải lên cao. Chú ý kéo căng lườn bên phải, tay phải thẳng. Nhịp 14, chuyển về tư thế nhịp 12. Nhịp 15, chuyển trọng tâm sang chân trái, nghiêng người sang phải. Chân phải chống bằng mũi chân, tay phải chống hông, tay trái lên cao. Kéo căng lườn bên trái, tay trái thẳng. Nhịp 16, chuyển về tư thế nhịp 14. Nhịp 17, thu chân trái vào chân phải, hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 18, cúi gập thân, đầu ngón tay chạm mũi chân. Chú ý hai gối thẳng. Nhịp 19, ngồi xuống, hai bàn tay chạm sàn, kiễng gót chân. Nhịp 20, bật hai chân, chân trái đưa sang ngang, gối chân trái thẳng, bàn chân trái duỗi tiếp sàn bằng cạnh trong bàn chân. Nhịp 21, bật thu chân trái về ở tư thế nhịp 19. Nhịp 22, bật hai chân đồng thời, đưa chân phải sang ngang, gối chân phải thẳng, bàn chân phải duỗi, tiếp sàn bằng cạnh trong bàn chân. Nhịp 23, bật hai chân và thu chân phải về ở tư thế nhịp 19. Sau đây là một số lỗi các em thường gặp trong quá trình tập. Lỗi thứ nhất, ở nhịp 12, các em hay bị hạ tay, thấp hơn vai. Các em đang quan sát trên hình ảnh là thầy làm mẫu đúng. Lỗi hay sai ở nhịp 13, đó là các em không chuyển rõ trọng tâm, không thực hiện hết biên độ kéo căng phần lườn. Các em quan sát trên màn hình, thầy làm mẫu đúng. Lỗi hay sai ở nhịp 18, các em hay bị trùng gối. Các em quan sát trên màn hình, thầy làm mẫu đúng. Lỗi tiếp theo ở nhịp 20, chân các em đưa sang ngang nhưng gối không duỗi thẳng. Các em quan sát, thầy làm mẫu đúng. Tiếp theo, các em đến phần hoạt động tập luyện. Các em sẽ tập luyện lần thứ nhất. Thầy làm mẫu hô và các em tập cùng. Các em chuẩn bị ở tư thế kết thúc nhịp 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Các em tập lần 2 với tốc độ nhanh hơn. Các em chuẩn bị ở tư thế kết thúc nhịp 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sau đây các em sẽ tập với nhạc chậm. Các em chuẩn bị kết thúc nhịp 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sau đây các em sẽ tập ghép nhạc nhanh. Các em chuẩn bị tư thế kết thúc nhịp 11. Về vì nước chi kỷ cương kiện, giống là ông.
Các em sẽ ôn từ nhịp 1 đến nhịp 23. Các em chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Các em sẽ ghép nhạc từ nhịp 1 đến nhịp 23. Các em chuẩn bị. Bắt đầu. Buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Các em về nhà nhớ ôn từ nhịp 1 đến nhịp 23 cho thật thuộc và chú ý đến biên độ cũng như nhịp điệu của bài thể dục. Tiết học tiếp theo, các em sẽ ôn lại và học từ nhịp 24 đến nhịp 30, hoàn thành bài thể dục liên hoàn.